Trời 37, 38 độ tôi đi ra đường giờ này để quay vlog cho các ông xem, mà các ông không cho tôi một like, thì thật nói thật là các ông quá tệ, quá chuẩn luôn. Đây trời nắng như thế này. Đấy các bạn nhìn người ngoài đường này, vắng hoe. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì là một ngày rất là nắng nóng cuối tuần. Các bạn có thể nhìn thấy trời ở đây. Mình đang có trên tay hai mùi hương mùa hè, đó là Vũ Long Cha của Nissan và Sailing Day của Mazum Mazda Replica. Và chúng ta hãy cùng nhau xem là với cái mùa hè nắng nóng như này thì mọi người sẽ thích mùi hương nào hơn nhá. Đi theo mình thôi. Thì bạn có thể cầm bạn ngửi thử xem. Đây. Thì bây giờ mình đưa cảm nhận như thế nào? Mình sẽ thích mùi hương nào hơn nếu trong hai mùi này dành cho mùa hè đang khá là nắng nóng như này? Em nghĩ là em thích mùi này hơn. Nó hơi chua chua, nó hợp hơi chua mùa chua hè thôi. Cái này thì ngọt hơn. Cái này thì ngọt hơn nhỉ? Thế hai cái cũng hợp cho mùa hè. Nếu mà chọn mình sẽ chọn cái mùi hương này hơn đúng không? Cái này là mùi này đúng không ạ? Cái này là chai này. Vâng. Rồi, mình cảm ơn bạn nhé. Vâng. Mình đang có hai cái mùi hương mùa hè ở đây thì mình muốn xin thẩm nhận các bạn. Mình đã xịt ra hai tờ giấy rồi. Mình muốn các bạn ngửi thử xem là các bạn thích mùi hương nào hơn nhé. Đây. Mình cứ bỏ khẩu trang xuống ngửi được mà không được. Để mình lấy cái mic đây. Cái lý do vì sao các bạn thích mùi hương này? Mùi này á, nó thoảng thoảng mà mát, rất là dễ chịu và nó thanh. Kiểu nó dễ chịu cho cái thời tiết nắng nóng như này đúng không? Vâng ạ. Bạn Nam thích mùi hương nào? Em chỉ thích giống bạn này. Cũng giống bạn ý luôn à? hai bạn chung quan điểm với nhau đúng không? Rồi mình cảm ơn nhá. Đây là chai này bạn thích nhá. Sawadika. Sabadiru, we are the Tehon Gimlet, the most top favorite attractions in Hanoi City. And we are doing an interview about two man freckens and which one do you like? Hello, hai bạn ơi, cho mình nhờ một tí được không? Các bạn... bọn mình làm YouTube review nước hoa ấy. Okay. Thì bọn mình có hai cái mùi hương của mùa hè, các bạn có thể gửi vào cho mình xem là... Xem đánh giá đúng không? Okay. Được không? Hai bạn đi chụp ảnh à? Đúng rồi. Thấy xinh quá. Cái mùi này này. Cậu cứ gửi thôi. Đây là mùi cho mùa hè. Mùi này thì mình thấy tươi và mát. Ồ. Rất là hợp với mùa hè. Mùi này thì hơi nồng và dịu hơn một tí. Nhưng mà mình thì thích mùi này hơn. À, cậu thích mùi đấy hơn à? Thế còn cậu? Mình thích mùi này hơn. À thế à? Đâu mình để cho mình xem được không? À, của cậu thích chai này của Replica này. Còn của cậu đây. Chai này kiểu đó không được nổi tiếng lắm ấy, nhưng mà tôi thấy ở trên mạng kiểu khá là viral luôn ấy. Mình thích cái mùi này, rất là thích. Thật sự là mình rất là thích cái mùi. Vẫn là cái chữ S này đúng không? Vẫn là cái chai của Replica đấy. Mình thích những cái mùi mà nó nhẹ nhẹ như này. À thế à? Cậu kiểu gu của cậu đúng không? Gu của cậu mấy mùi nhẹ nhẹ đúng không? Mình cảm ơn nha. Hey, excuse me, sorry. We are doing an interview about men fragrances and can you... About what? Men perfumes. I can't. Why? I don't use perfumes. Oh, really? Can you smell it a little bit for me? Okay. We have like two cents for... can we record it? Can I record it, please? Sure. Okay. We have like two cents for men to use in the summer. Okay. And you smell it and you see which one is better. Okay. I like this one better, the N one. Do you know why? Do I want? No. I'm fine. Thank you for the offer, but no. Okay. I'm sorry. No, it's all good. Okay. Thank you. Okay, mặc dù là bạn ấy kiểu không thoải mái lắm, nhưng bạn ấy đã chọn Vũ Long Cha. 1 point for Vũ Long Cha. A lot of Hanoian will recommend you straight to Changtian Street to get an ice cream. The popular ice cream has become a celebrity for the city after more than 16 years of sales. Vâng, mà video này khả năng là video vlog mẹ rồi. Chỉ đó phải video đi ăn nữa rồi. Đi quay nước hoa rồi. Chúng tôi sẽ đi ăn kem Tràng Tiền. Lợn ăn kem. Vâng. 15.000 đấy bạn. 15.000 một cái mà. Mười hai nghìn là kem que.
Sorry, can I borrow a little time? Yeah. We are doing an interview about men perfumes, and can you guys give me your opinions about these two? They exchange for each other. This scent is about for summer. Oh, I like this one. Oh my god, 2 points. Your is this one. Okay. And and this one is yours. Mm-hmm. So okay, so very thank you very much. Okay, thank you. Hey Lu, hai bạn ơi, cho mình xin một ít thời gian được không? Bọn mình đang làm kiểu phỏng vấn ở trên YouTube đấy đúng không? À, không sao đâu bạn, kiểu chỉ cần gửi xong rồi xem cái nào mà thích hơn được thôi. Đi mà đan tỉ đấy. Ở đây bọn tớ có hai mùi ấy, thì cậu xem là mùi nào cậu thích hơn. Đây là mùi kiểu dùng cho mùa hè. Ừ. Cậu chỉ cần thích cái nào hơn là được. Kiểu với cả nghĩ xem lý do tại sao cậu thích hơn. Em thích mùi này hơn. Cậu thích mùi này hơn à? Ờ. Tại sao? Nhưng mà tại sao đã? Em kiểu cảm thấy mùi này hơn rồi nhưng mà kiểu nó nhẹ hơn hay là kiểu nó ấm hơn một tí. À nó ấm hơn á? Nhưng mà cái này dùng mùa hơn. Hè. À ngọt cái hơn. Có nghĩa là cái này nó thanh. Ờ. Nó kiểu tươi mát thôi ấy. Ờ ok. Nhưng mà nó lại không để lại ấn tượng gì. Ừ. Cái này em thấy nó ấn tượng hơn. Đây cái chai của cậu nó thích là của hãng này. Nó của Replica. Có vẻ nổi tiếng đúng không? Rồi cái này thì thấy quen hơn. Ừ đúng rồi, cái hãng này kiểu siêu nổi tiếng luôn đấy. Còn hãng này mọi người có vẻ hơi ít biết. Ừ ok, cảm ơn nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Kết quả đã có rồi. Và sale lên đây để ăn chặt. Nói thật là mình không ngờ về kết quả của sale lên đây chỉ thắng luôn. Hôm nay bọn mình dự đoán là Gudong Cha thắng cơ. Và bây giờ đang là 12 giờ trưa rồi. Thôi xin phép mọi người video hôm nay tạm dừng ở đây. Và nếu như bạn nào đang lăn tăn giữa hai mùi hương này thì hy vọng đây là một cái video để các bạn có thể tham khảo được và đưa ra được quyết định là mua em nào trong hai em này. Và nếu thấy video hay và công sức của bọn mình thì đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.